sĩ Nguyên Phượng vừa có một đêm nhạc ấm áp tràn đầy cảm xúc tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Sau nhiều năm đi hát, lần đầu tiên chị tự tin tổ chức một đêm nhạc cho riêng mình tại sân khấu lớn. Lấy chủ đề Tí Tách Ngày Xưa, chị muốn thể hiện những ca khúc đã nằm trong ký ức của mình. Đó là các ca khúc được nhiều khán giả yêu mến của các nhạc sĩ Lê Thương, Phạm Đình Chương, Phạm Duy, Cung Tiến, Vũ Minh, Châu Đăng Khoa, v.v. Từng là ca sĩ quen thuộc của phòng trà, lần đầu ra không gian sân khấu lớn, ca sĩ Nguyên Phượng không khỏi hồi hộp, nhưng chị đã chinh phục công chúng bằng bản lĩnh vững vàng. Để ra sân khấu lớn thì Phượng mới nói là Phượng không có quen cái sân khấu nhạc nhẹ. Thì người tri kỷ của Nguyên Phượng mới nói là con sẽ đem cái quán cà phê lên sân khấu cho mẹ hát. Mẹ sẽ tưởng tượng là mẹ đang hát ở cái quán cà phê nhỏ của mình thôi. Sân khấu được thiết kế mộc mạc, giống như không gian chị thường biểu diễn trong phòng trà. Chính sự giản đơn đã làm nổi bật giọng hát của nữ ca sĩ. Sở hữu giọng hát trầm thuộc dạng hiếm của làng nhạc, ca sĩ Nguyên Phượng đã thể hiện nhiều tác phẩm âm nhạc tiền chiến, nhạc xưa theo cảm nhận của mình, tràn ngập cảm xúc. Chạy theo thị trường, chị đã âm thầm đi con đường riêng của mình. Trên hành trình đó, chị cũng tìm được nhiều khán giả tri âm. Trong đêm nhạc riêng của chị, rất đông khán giả đã đến dự và cùng chăm chú thưởng thức những ca khúc hay cho đến cuối đêm diễn. Tôi được quen Nguyên Phượng ở một cái dịp cũng rất là tình cờ, và tôi rất thích cái giọng hát ấy, giọng hát anh tô, giọng nữ trầm rất là đầm ấm và nó gần gũi với những cái suy nghĩ của tôi, và tôi có nhờ cô ấy chuyển tải giúp dùng một số các ca khúc trong thời gian đến bây giờ chắc cũng gần 20 năm. Chỉ có điều là chúng tôi chỉ hát ở những cái góc nhỏ của mình với bạn bè nghe và ít khi nào được công diễn. Và đúng ra là tôi phải cảm ơn Nguyên Phượng mới đúng, là tại vì nhờ cô ấy mà những cái bài hát của tôi cũng có một số ít người nào đó đồng cảm. Không kỹ xảo, không múa minh họa, đêm nhạc Tí Tách Ngày Xưa với tiếng hát Nguyên Phượng đã chạm vào cảm xúc của khán giả. Chị hát liên tục suốt hơn 2 tiếng đồng hồ. Khán giả thực sự thưởng thức một đêm nhạc ý nghĩa, ấm áp. Nguyên Phượng thể hiện ca khúc theo cảm xúc, không cầu kỳ về kỹ thuật, mặc dù chị từng có thời gian dài học tại nhạc viện. Tôi có con sông đào xinh xắn, nước tuôn trên đồng vuông vắn, lúa thơm cho đủ hay buồn. Đi hát hơn 10 năm, giọng hát đầy nội lực, ca sĩ Nguyên Phượng đã có kỷ niệm đẹp, ghi dấu ấn trong lòng người yêu nhạc qua đêm nhạc được tổ chức kỹ lưỡng, nghiêm túc, có chất lượng nghệ thuật.